Chương 103: Hảo tâm có hảo báo. Mạc Đan Sư, chấp pháp điện người phụ trách trông thấy Mạc Vô Kỵ tới, mau tới trước chào hỏi. Cho dù là một cái khanh khách đan sư, tại trong tông môn địa vị cũng không phải là tầm thường, huống chi tất cả mọi người trong tu luyện, ai có thể khẳng định mình không cần đến đan sư đi luyện đan. Đừng nói Vô Ngân Kiếm Sơn, tông môn đan sư mất đi mấy cái, trước mắt cái này đan sư còn nhận ân đan sư ưu ái, cùng hắn giao hảo chắc chắn không có chỗ xấu. Nếu không phải không có cớ, rất nhiều người đều chủ động tìm tới cửa giao hảo. Còn chưa thỉnh giáo vị chấp sự này xưng hô thế nào, Mạc Quốc Kỵ cũng là khách khí nói, hắn mặc dù biết chấp pháp điện Diễu Võ Dương Ngoài nguyên nhân chủ yếu không tại chấp pháp điện, mà là đang chỉ thị chấp pháp điện người. Vị này người phụ trách vội vàng nói, Mạc đan sư chỉ cần gọi ta là cung tiền là có thể. Không biết Mạc đan sư đến chấp pháp điện có nhiều lãnh đạo. Từ cung tiền, thái độ của Mạc Vô Kỵ đoán được trước mặt người này không phải là chấp pháp điện điện chủ, cũng không phải cái chấp sự, bằng không mà nói sẽ không đối với hắn khách khí thế. Chấp pháp điện điện chủ thân phận là trưởng lão, liền xem như hắn cũng phải hành lễ. Cùng huynh khách khí, ta tới đây thật là muốn sự tình mười phiền phức. Chấp pháp điện điện chủ, bởi vì ta có một cái bà con xa bị chấp pháp điện mang đến, ta cố ý muốn tới mời điện chủ dàn xếp một cái, còn xin cùng huynh thay ta thông báo một chút. Mạc Quốc Kỵ ấm áp nói. Mạc Quốc Kỵ khẳng định loại chuyện nhỏ này chấp pháp điện điện chủ khẳng định là không biết, cho nên đi theo liền báo ra muốn gặp điện chủ. Hắn khẳng định cái này cung tiền cũng sẽ không đi thông báo điện chủ, thậm chí không để cho điện chủ biết chuyện này. Cung tiền nghe được Mạc Quốc Kỵ là đến hỏi tội, vội vàng hỏi, không biết Mạc đan sư bà con xa là? Vì bình trụ chính là tại phòng linh dược với đệ tử, Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Cung tiền nghe xong lập tức tỉnh mộng. Vì bình trụ chính là hắn chộp tới, nguyên nhân là đắc tội cù đan sư được dược đồng. Thế nhưng tại hắn đem vị bình trụ chụp tới về sau, cù đan sư liền rời đi Vô Ngân Kiếm Phái tham dự đan sư giao lưu hội, cho nên hắn không có đem đến cù đan sư phân phó. Hắn không nghĩ tới vị bình trụ thế mà cùng với Mạc đan sư quan hệ. Hắn hiện tại không rõ ràng lắm cù đan sư có biết hay không chuyện này. Vạn nhất cù đan sư biết, hắn thà rằng đắc tội với Mạc đan sư cũng không dám đắc tội cù đan sư. Vạn nhất chỉ là cái kia dược đồng dở trò, hắn đắc tội trước mặt cái này Mạc đan sư, thế nhưng là không được bù mất. Làm sao, cầu kiến một cái chấp pháp điện điện chủ rất khó sao? Mạc Quốc Kỵ thanh âm có chút lạnh đi. Sẽ không, cùng tiền mặc dù không sợ Mạc Quốc Kỵ đối với hắn thế nào, nhưng là Mạc Quốc Kỵ giao hảo ân đan sư cũng không phải người bình thường. Mặc kệ, trước khi đem phỉ bình trụ giao ra rồi hãy nói, chờ cù đan sư thật còn muốn hỏi chuyện này, điền toàn bộ đẩy lên trước mặt cái này mặc trên thân. Gia nhập, cù đan sư không hỏi, coi như là làm chuyện không có gì phát sinh. Nghĩ tới đây, cùng tiền vội vàng nói, bởi vì cù đan sư dược đồng đến cáo phỉ sư đệ phối sai dược, cho nên ta mới đưa phỉ sư đệ nhốt bắt đầu. Hiện tại không có cù đan sư thủ lệnh, ta không dám tùy tiện vào. Mạc Quốc Kỵ nhàn nhạt nói, có người hỏi, người liền nói là ta Mạc Quốc Kỵ mang đi, có chuyện gì để cho hắn tới tìm ta Mạc Quốc Kỵ. Cùng tiền các loại chính là Mạc Quốc Kỵ câu nói này. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ nói ra câu này, hắn cơ hồ không có cân nhắc, liền đi nhà tù đem phỉ bình trụ mang ra ngoài. Phỉ bình trụ toàn thân tím ngắt, đầu tóc rối bời, xem ra cũng không có thiếu chịu khổ. Ngay tại hắn không biết vì sao muốn đột nhiên dẫn hắn đi ra nhà tù, lúc hắn thấy Mạc Quốc Kỵ, hết thảy đều hiểu qua. Vì bình trụ tranh thủ thời gian muốn lên tiến lên cảm tạ, Mạc Quốc Kỵ đã ngừng lại. Vì bình trụ chỉ là ôm quyền đối với cung tiền nhẹ gật đầu, mang theo phỉ bình trụ cấp tốc rời đi. Hơn nửa canh giờ về sau, trở lại Ngẫu Kiếm Phong thanh tẩy một phen, ăn xong phỉ bình trụ lúc này mới hồi phục chút tinh thần. Mạc sư huynh, lần này nếu không phải người, ta nhất định phải chết. Cái kia họ cù dược đồng kích người quá đáng, chuyện một câu nói liền muốn cho ta tử địa. Cũng may họ cừ cùng ân đan sư
đã đi tham gia đan sư giao lưu hội, bằng không mà nói, ta cũng không chờ được đến ngày hôm nay, thân thể khôi phục một chút về sau. Vị bình trụ tranh thủ thời gian hướng Mạc Quốc Kỵ nói lời cảm tạ. Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm nguyên do, quả nhiên cùng với Ô Vinh Chí nói một dạng, cũng là bởi vì Phỉ Bình Trụ giúp hắn nói một câu mà thôi, mà từ đầu đến đuôi không có rèm pha Cù Đan Sư, liền bị Cù Đan Sư Dược Đồng tìm lý do dẫn đến chấp pháp điện. Vị sư đệ, nếu ngươi không ngại, về sau liền lưu lại tại ta Ngẫu Kiếm Phong. Mạc Quốc Kỵ biết Phỉ Bình Trụ tự nhiên hiện tại không có đường đi. Phỉ Bình Trụ làm người rất không tệ, Mạc Quốc Kỵ không ngại lưu lại hắn, thậm chí giúp hắn một chút. Đà tạ Mạc sư huynh thu lưu, ta phối linh dược nhiều năm, đối với các loại linh dược cũng là hiểu rõ. Nếu Mạc sư huynh cần dược đồng, ta ngược lại thật ra có thể giúp người bận bịu một chút. Phỉ Bình Trụ biết Mạc Quốc Kỵ không thích, hắn nói bao nhiêu cảm tạ. Mạc Quốc Kỵ cười nói, ta còn thực sự cần Phỉ sư đệ hỗ trợ. Phỉ sư đệ biết bao Ngẫu Huyết cùng quan hệ người này không? Quan Lê quan hệ. Nghe được Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm Quan Lê cùng với Bảo Huyết Ngẫu, Phỉ Bình Trụ lập tức nói, Mạc sư huynh, không phải là ta khoác lác, tại Vô Ngân Kiếm Phái đối với quan trưởng lão hiểu sâu nhất, chỉ sợ là ta. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn mình, Phỉ Bình Trụ càng là cuồn cuộn nói ra, bởi vì ta ra ra chính là trợ giúp quan trưởng lão bồi dưỡng mấy chục làm Bảo Huyết Ngẫu, về sau quan trưởng lão rời đi thời điểm mới an bài ra ra ta đi phối trí linh dược địa phương. Ta sở dĩ có thể tại kho linh dược phối dược cũng bởi vì ra ra của ta nguyên nhân. Ra ra ta qua đời về sau liền khẩn cầu tông môn đem phối dược làm việc giao lại cho ta. Nghe được Phỉ Bình Trụ, Mạc Quốc Kỵ lập tức tinh thần tăng lên, tranh thủ thời gian hỏi, Phỉ sư đệ, ta hiện tại cần gấp Bảo Huyết Ngẫu, nhưng là ta tại các địa phương khác đều mua sắm không được loại linh dược này. Phỉ Bình Trụ không đợi cho Mạc Quốc Kỵ đem nói những lời này hết. Mạc sư huynh, người mua không được mới là bình thường, nếu mua được liền không bình thường. Bảo Huyết Ngẫu mặc dù là tam phẩm linh dược, nó có giá trị thậm chí so với tứ phẩm linh dược còn muốn chân quý hơn không ít, chủ yếu bởi vì Bảo Huyết Ngẫu có thể luyện chế nhiều loại đối với linh lạc có chỗ tốt đan dược. Trừ cái đó ra, Bảo Huyết Ngẫu là một loại cực kỳ mỹ vị nguyên liệu để nấu ăn, chẳng những ăn ngon có thể dưỡng nhan tăng cường khí huyết cùng mỹ nhan. Rất nhiều tông môn đều yêu cầu các loại đồ vật này, giá cả càng ngày càng cao. Có thể nói Bảo Huyết Ngẫu vừa ra tới liền bị người khác cướp đi, căn bản không đợi đến phường thị bán ra. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, chả trách mình mua sắm không được Bảo Huyết Ngẫu. Cảm tình thứ này chẳng những lấy ra luyện chế cùng linh lạc có quan hệ đan dược, hay là những người có tiền kia, thức ăn trên bàn đều dưỡng nhan đồ vật. Bất kỳ một cái nào tu luyện, linh lạc là thứ trọng yếu, đồng dạng linh căn, ai nói linh lạc mở ra đến nhiều, ai tiềm lực liền sẽ càng lớn. Bảo Huyết Ngẫu cùng linh lạc có quan hệ, giá trị bản thân tự nhiên lướt lên thì thuyền lên. Thật giống như là hắn đi tìm Bảo Huyết Ngẫu cũng là vì mở mạch lạc một chuyện. Nhưng mà cái này không phải để Bảo Huyết Ngẫu thừa thớt nguyên nhân chủ yếu. Bảo Huyết Ngẫu thừa thớt nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ rất khó bồi dưỡng bên ngoài, chính là hấp thu linh khí quá mức lợi hại. Bất kỳ một cái linh khí lồng đậm địa phương nào, chỉ cần nuôi dưỡng Bảo Huyết Ngẫu, nhiều năm về sau nơi đó linh khí không biết trở lên thiếu thốn. Loại này linh khí thiếu thốn rất khó khôi phục. Vì bình trụ đối với Bảo Huyết Ngẫu biết đến hiển nhiên không ít. Phỉ sư đệ, ta muốn bồi dưỡng Bảo Huyết Ngẫu, người cũng biết chỗ nào có thể lấy được hạt giống. Mạc Quốc Kỵ định ra tâm thần hỏi. Phỉ Bình Trụ lắc đầu, Bảo Huyết Ngẫu hạt giống là mua sắm không được. Mạc Quốc Kỵ nghe được câu này thật giống như một chậu nước lạnh tưới xuống toàn thân thấu mát. Phỉ Bình Trụ lại nói, bất quá Ngẫu Kiếm Phong liền có biện pháp lấy Bảo Huyết Ngẫu hạt giống, mau nói. Mạc Quốc Kỵ kích động đứng lên bắt lấy Phỉ Bình Trụ. Phỉ Bình Trụ vội vàng nói, Mạc sư huynh đừng nóng vội, gia gia của ta từng nói cho ta biết, quan trưởng lão về sau cũng không có đem Ngẫu Kiếm Phong Bảo Huyết Ngẫu các loại đào tuyệt, mà là lưu lại tại điểm rễ ngó sen trong hồ. Cái này rễ ngó sen cần tinh thông Bảo Huyết Ngẫu người mới có thể tìm tới, mà ta vừa lúc tinh thông Bảo Huyết Ngẫu tập tính,
Mặc dù ta không có tự tay bồi dưỡng qua bảo huyết ngẫu, nhưng gia gia của ta đem kinh nghiệm phương diện này truyền thụ cho ta. Nếu Mạc sư huynh tin tưởng lời của ta, ta hiện tại có thể đi trong hồ tìm kiếm lưu lại rễ ngó sen. Bất quá nơi này linh khí thiếu thốn, không thể bồi dưỡng quá nhiều. Mạc Quốc Kỵ vỗ Phỉ Bình Trụ, có thể bồi dưỡng là đủ, bao nhiêu bất kể, Phỉ Bình Trụ. Chuyện này xin mọi người hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ cũng là tinh thần tốt đẹp, hảo tâm có hảo báo. Nếu hắn không cứu Phỉ Bình Trụ ra ngoài, từ đâu có tới bảo huyết ngẫu tin tức? Liền xem như tại Ngũ Kiếm Phong tìm không thấy bảo huyết ngẫu, chỉ cần Phỉ Bình Trụ tinh thông bảo huyết ngẫu tập tính, hắn cuối cùng có thể tại địa phương khác tìm được bảo huyết ngẫu. Chương 104: Ngạc nhiên đan phương. Tại Phỉ Bình Trụ tìm kiếm bảo huyết ngẫu hạt giống một lúc, Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị nghĩa biện pháp tấn cấp tam phẩm nhân đan sư. Chỉ có hắn luyện đan trình độ càng cao mới càng có cơ hội tiếp cận Linh Lung bà bà. Về đến phòng, mở ra ân thiện nhân lưu lại bảo bao khỏa, bên trong có gần 100 cây tam phẩm linh thảo. Cái này gần 100 cây tam phẩm linh thảo nhiều nhất cung cấp cho Mạc Quốc Kệ luyện chế mười mấy lò tam phẩm nhân linh đan. Ở trong đó còn cần Mạc Quốc Kệ gia nhập đông đảo nhất phẩm linh thảo cùng với nhị phẩm linh thảo. Có thể thu nhiều đến như vậy tam phẩm linh thảo, Mạc Quốc Kỵ đã là phi thường cảm tạ. Ân thiện nhân là hứa hẹn cho hắn bộ phận tam phẩm linh thảo để cho hắn học tập luyện chế tam phẩm nhân linh đan. Trước đó điều kiện là Mạc Quốc Kỵ đem kiếm gãy cho làng để cho làng thu hoạch bí mật trong đó. Hiện tại kiếm gãy cho làng kỳ thực coi như là hai người lẫn nhau chỗ cầu. Hoặc là nói Mạc Quốc Kỵ sợ cầu càng lớn, dù sao Mạc Quốc Kỵ cho ân thiện nhân một cái cây kiếm gãy, một lửa, là cần ân thiện nhân cho hắn che giấu cho hắn cái là chiếm được đấu chuyển tinh di sự thật. Mặc dù thế, ân thiện nhân vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem tam phẩm linh dược đưa cho hắn. Nhiều như vậy tam phẩm linh thảo, đó là một thủ bút không thể so sánh. Ân thiện nhân xuất ra những vật này, ngoại trừ trước đó không nuốt lời bên ngoài, đoán chừng còn có một nguyên nhân là báo đáp Mạc Quốc Kỵ ân cứu mạng. Mạc Quốc Kỵ cứu được làng, lại đang tại Vô Ngân Kiếm Sơn làm ra vẻ nhượng bộ, còn để cho làng đặt được Mạc Lạc Khúc truyền thừa. Tại những linh thảo bên trên còn có một phong thư Mạc Quốc Kỵ mở ra, cũng là ân thiện nhân lưu lại. Mạc sư đệ, những linh thảo này ta cam kết từ trước người dùng để luyện tập đi, không cần lo lắng lãng phí. Hoàn chỉnh tam phẩm đan phương ta liền không cho ngươi. Lời này kèm theo một chương không trọn vẹn tam phẩm nhân linh đan đan phương. Ngươi liền dùng cái này không trọn vẹn tam phẩm nhân linh đan đan phương luyện tập. Tuy nói linh thảo khẳng định không có cách nào làm cho ngươi tấn cấp đến tam phẩm nhân đan sư, lại có thể tăng lên đối với ngươi tam phẩm nhân linh đan lý giải. Lấy từ chất linh căn của ngươi, có thể tấn cấp đến nhị phẩm nhân đan sư đã là phi thường không tầm thường, cho nên ngươi tấn cấp không được tam phẩm nhân đan sư cũng không cần nhụt chí. Một cái nhị phẩm nhân đan sư vô luận đi nơi nào cũng là sống yên ổn. Ta cùng Cù đan sư muốn đi tham gia đan sư giao lưu hội, mục đích chuẩn bị chiến đấu ngũ hành hoàng vực đan bị. Về tông môn thời gian không chừng, người an tâm lưu lại tại Vô Ngân Kiếm Phái. Lửa năm sau, ngũ hành hoàng vực đan lớn, chừng cái đó. Ta tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà người đi cùng Dược Vương Phong ân thiện nhân chữ. Tại phong thư ở phía dưới, Mạc Quốc Kỵ quả nhiên thấy một cái đan phương tàn. Ân thiện nhân lưu lại phong thư này, ý tứ Mạc Quốc Kỵ rõ ràng chính là ân thiện nhân biết hắn không thể tấn cấp đến tam phẩm nhân đan sư, dù là hắn luyện đan từ chất mạnh hơn cũng vô pháp siêu việt tu vị tăng lên.
Cũng chính bởi vì Ân Tiện Nhân khẳng định hắn không có cách nào tấn cấp đến tam phẩm nhân đan sư, lúc này mới không đem cho hắn hoàn chỉnh tam phẩm nhân linh đan đan phương lưu lại. Lưu lại một cái tàn phá cũng để đối với hắn việc tấn cấp tam phẩm nhân đan sư hết hy vọng, đồng thời hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà Quốc Kỵ thu hồi tư tín, ánh mắt rơi vào cái kia tàn phá phương thuốc. Ân Thiện Nhân đối với hắn không có lòng tin, chính hắn thế nhưng đối với tấn cấp tam phẩm nhân đan sư vô cùng tin tưởng, chính là tu vị của hắn chỉ có thể đến thác mạch tầng thứ 4, hắn cũng có lòng tin đi trùng kích tam phẩm nhân đan sư, duy nhất thiếu hụt chính là luyện tập linh dược. Về phần đan phương vô tự đan thư bên trong có mấy cái tam phẩm nhân linh đan đan phương, hắn cũng không thèm để ý Ân Thiện Nhân có hay không lưu lại đan phương. Tam phẩm nhân linh đan đan phương rất là quý trọng, hiện tại Ân Thiện Nhân lưu lại một cái tàn phá, hắn hay là muốn nhìn một chút đan dược. Đan dược tên là Tráng Thần Đan, xem xét liền đan dược này Mạc Quốc Kỵ đã cảm thấy quen thuộc. Đan dược này hắn vô tự đan thư bên trên cũng có, đích thật là tam phẩm nhân linh đan. Bất quá vô tự đan thư bên trên chỉ giới thiệu sơ lược một hàng chữ: Tráng Thần Đan, sơ cấp thần niệm loại đan dược, có thể cho tu sĩ cấp thấp thần niệm hồn lực tăng cường. Về phần còn lại, vô tự đan thư không nói nhiều. Mạc Quốc Kỵ ngay cả sư phụ không có, chỗ nào cũng không rõ ràng cái gì là thần niệm hồn lực. Ân Thiện Nhân cái này đan phương bên trong lại là kỹ càng giới thiệu Tráng Thần Đan, thậm chí giới thiệu độ dài chiếm cứ cái này tàn phá đan phương hơn phân nửa. Có thể nói cái này tàn phá đan phương cơ hồ là giới thiệu Tráng Thần Đan. Sau đó chỉ có 3-4 chủng linh cỏ liền không sao. Đây quả thực không nói là một cái tàn phá đan phương, phải nói là một cái đan phương mở đầu. Mọi người đều biết tu sĩ chỉ có thể đến hư thần cảnh, tạo thành chân chính nguyên thần mới có thể ngừng luyện ra thần niệm, lợi dụng thần niệm lực lượng. Có thể sử dụng thần niệm lực lượng tu sĩ thực lực cũng viễn siêu đồng dạng địa giới tu sĩ. Tráng Thần Đan chính là có thể không đến hư thần cảnh tu sĩ lớn mạnh chính mình thần niệm, thiên phú cường đại, thậm chí có thể thông qua Tráng Thần Đan lớn mạnh thần niệm mà ngưng luyện ra thần niệm chi lực. Mạc Quốc Kỵ trông thấy thần niệm lực lượng lập tức trong lòng nhảy một cái. Hắn tu luyện đến nay, dù không có sư phụ cũng đối với thần niệm có hiểu biết nhất định, cũng biết loại lực lượng này thực quá cường đại. Lúc trước hắn đang lợi dụng lôi trạch trong lôi hồ rèn luyện mạch lạc thời điểm, cũng bởi vì không có công pháp, chỉ có thể dùng ý niệm cưỡng ép khống chế lôi hồ sông mở ngăn chặn mạch lạc. Bất quá cái loại ý niệm vẹn vẹn mong muốn đơn phương, có đôi khi thử mấy lần cũng vô pháp thành công một lần, liền xem như thành công cũng không nhất định là ý niệm hắn tạo thành, mà ý niệm chính là thần niệm lực lượng hình thức ban đầu. Tới lên này hắn mới biết được thần niệm lại để cho đến hư thần cảnh hình thành nguyên thần về sau mới ngưng luyện được hư thần cảnh. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng đây là địa giới tam trọng thiên tầng thứ 3, vượt qua hư thần cảnh mới có cơ hội nhìn trộm thiên giới tầng thứ nhất. Đan dược này nếu như luyện chế thành công, đối với hắn tác dụng chính là không gì sánh kịp. Liền xem như hắn hiện tại khai thác mạch lạc không cần mượn nhờ ý niệm hắn luyện chế đan, thế nhưng cần gấp cái loại này thần niệm lực lượng. Hắn đan quyết chính là mạnh mẽ dùng ý niệm khống chế. Trên thực tế đan quyết chân chính cần thần niệm, bởi vì hắn không có thần niệm, tăng thêm ý niệm cường đại, cái này mới miễn cưỡng mượn nhờ nguyên lực dùng ý niệm khống chế. Cứ như vậy còn thường xuyên thất bại. Nếu hắn có thể tu luyện được thần niệm lực lượng, vậy hắn luyện đan trình độ rất nhanh liền có thể tăng lên cấp bậc, có lẽ chính là trực tiếp luyện chế được địa linh đan cấp cũng không phải không có khả năng. Quyết định liền nghĩ biện pháp luyện chế Tráng Thần Đan. Một khi thật sự thành công, vậy đối với hắn ảnh hưởng hoàn toàn không phải là một loại đan dược sự tình quyết định ra được. Mạc Quốc Kỵ liền bắt đầu tương đối trên phương thuốc tàn phá linh thảo cùng với vô tự đan thư bên trong
Tráng thần đàn cần thiết linh thảo. Trên phương thuốc tàn phá linh thảo chỉ có 5 loại. Trong đó có 3 loại nhị phẩm linh dược, còn là 2 gốc tam phẩm linh dược mà thứ tự là băng hồn thảo, kim thai căn. Còn nhị phẩm linh dược mà Quốc Kỵ không có để ý, nhị phẩm linh dược hắn cơ bản là có thể lấy tới. Vô đàn thư bên trên tráng thần đan đan phương bên trong nhị phẩm linh dược có 11 loại mà Quốc Kỵ quét một cái cũng đều trên cơ bản có thể lấy được. Trong đó tam phẩm linh thảo thế nhưng chỉ có 5 loại, theo thứ tự là băng hồn thảo, vô diệp vụ đằng, thanh xương quả, tiểu tự tại hoa, viên dùng phất phong quả. Tại tam phẩm nhân linh đan bên trong, 5 loại tam phẩm linh thảo xem như cực ít. So sánh hai cái đan phương mà Quốc Kỵ phát hiện, ân thiện nhân lưu cho hắn tàn trang phương bên trong 3 loại nhị phẩm linh thảo, vô tự đan thư bên trên đều có, mà vô tự đan thư bên trên 5 loại linh thảo không có kim thai căn. Mà Quốc Kỵ không do dự, hắn quyết định dựa theo vô tự đan thư bên trên đan phương nghiên cứu tráng thần đan luyện chế. Băng hồn thảo, vô diệp vụ đằng, thanh xương quả, tiểu tự tại hoa, viêm dùng phất phong quả, cái này 5 loại tam phẩm nhân linh dược mà Quốc Kỵ liền có 3 cây viên dùng phất phong quả. Đây là hắn từ Vô Ngân Kiếm Sơn lấy được một ít tam phẩm linh dược bên trong. Ân thiện nhân đưa tới tam phẩm linh thảo bên trong có băng hồn thảo, thanh dương quả 2 loại. Hiện tại hắn thiếu hụt tam phẩm linh thảo chính là tiểu tự tại hoa cùng với vô điệp vụ đằng. Mà Quốc Kỵ lúc này liền rời đi Ngẫu Kiếm Phong, đi sự vụ đại điện, thậm chí không hỏi một cái vì bình trụ bảo huyết ngẫu tìm được như thế nào rồi. Hắn là một khanh khách đan sư, mặc dù không thể cùng Vô Ngân Kiếm Phái tông môn đan sư một dạng lợi dụng tông môn tài nguyên, cũng có được một phần nhỏ linh thảo điều động quyền. Hắn dùng những quyền lợi mua một lò tráng thần đan dược liệu vô cùng đầy đủ. Mà Quốc Kỵ cần không phải là lò tráng thần đan dược liệu, mà hắn muốn học tập tráng thần đan luyện chế. Chỉ ít cần 10 lô đan dược mới có thể được. 10 lô đan dược nhân linh đan linh thảo mà Quốc Kỵ không có quyền lực đòi hỏi, huống chi hắn còn thiếu rất nhiều nhị phẩm linh thảo. Cũng may ân thiện nhân đưa tới tam phẩm linh thảo bên trong có một ít hắn không dùng được tam phẩm linh thảo, có thể cầm lấy trao đổi lấy các linh thảo khác. Hắn là khanh khách đan sư thân phận, dùng linh thảo trao đổi linh thảo. Cái kia trước đây không lâu bị hắn dọa một trận, phân phối đệ tử không dám cản trở. Chương 105. Lấn tới cửa đến. Mạc Quốc Kỵ quả nhiên không có đoán sai, hắn dùng linh thảo trao đổi linh thảo vốn chính là được cho phép, lại thêm cái phòng kia phối dược đệ tử nhìn thấy hắn rất sợ hãi, cho nên dễ dàng liền đổi cho mình cần linh thảo. Tăng thêm vốn là có, hắn hết thảy gom góp 11 lô tráng thần đan linh thảo. 11 lô tráng thần đan linh thảo tới tay mà Quốc Kỵ cũng không vội vã đi luyện đan, mà đang muốn tông môn tiếp đại lượng nhị phẩm nhân linh đan luyện đan nhiệm vụ. Hắn hiện tại bất quá một cái nhị phẩm nhân đan sư, tiền xem như nhị phẩm nhân linh đan luyện chế cũng không nhiều. Dù là bức thiết muốn trở thành tam phẩm nhân đan sư cũng phải từng bước một tới luyện chế nhiều nhị phẩm nhân linh đan mới có thể trong thời gian ngắn tăng cho mình thực lực luyện đan. Ân thiện nhân đã nói với hắn, ngũ hành hoàng vực đan bị tại lửa lâm sau, chỉ cần trong lửa lâm này hắn có thể tấn cấp thành một cái tam phẩm nhân đan sư, vậy thì cơ hội tham gia ngũ hành hoàng vực đan bị nhìn thấy linh lung bàn bà. Trước đó Mạc Quốc Kỵ một lòng tu luyện tại khai thác kinh mạch, dù hắn có triển vọng tông môn tu luyện đan nghĩa vụ, nhưng đối với loại này nghĩa vụ hắn không tích cực. Hiện tại tiếp đông đảo luyện đan nhiệm vụ về sau, hắn mới biết được luyện đan đến cỡ nào nổi tiếng. Vì tông môn luyện đan căn bản không có bất luận cái gì phong hiệp, tông môn điểm cống hiếm ngược lại là cao cao tại thượng. Cái này không phải làm cho hắn ngạc nhiên nhất, đó là hắn vui mừng nhất chính là vì tông môn 10 lô đan dược, hắn có thể dẫn tới 13 lô dược liệu. Đồng thời hắn chỉ cần giao nạp cho tông môn 8 thành đan dược. Bình thường đan dược mãn đan đều là 12 mai, 9 mai, 6 mai các loại.
cũng rất ít đan dược là 18 mai. Vô luận bao nhiêu mai, loại đãi ngộ này bên dưới luyện đan, nghĩ không giàu cũng khó khăn. Nếu sớm biết vì tông môn luyện đan có nhiều chỗ tốt như vậy, Mạc Quốc Kịch có lẽ sớm tới luyện đan. Dạng này hắn chẳng những có thể lấy được các loại đan dược, còn có thể có đống linh thảo của tông môn cùng điểm tống cống hiến. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới hiểu được Ân Thiện Nhân muốn hắn có thời gian rảnh tiếp một chút tông môn luyện đan nhiệm vụ, quyền này nguyên nhân căn bản là vì hắn. Đặc biệt là tông môn điểm cống hiến, nó tác dụng quá lớn, có thể trao đổi các loại đồ vật. Chính là Mạc Quốc Kỵ cần đại lượng tam phẩm linh thảo, cũng chỉ có thể dùng tông môn điểm cống hiến để đổi lấy. Kỳ thật đây là Mạc Quốc Kỵ hiểu lầm. Bình thường đan sư luyện đan xác suất thành công có 8 thành coi như là phi thường cao. Thành đan đan dược cũng không có khả năng 100% mãn đan, cho nên tông môn quy định sẽ không là khanh khách đan sư lưu lại bao nhiêu đan dược và linh thảo. Mạc Quốc Kỵ không biết, hắn có được vô tự đan thư luyện đan chính là thủ quyết cùng đan quyết. Ban đầu vô ngân kiếm sơn bên trong hắn luyện chế nhất phẩm nhân linh đan đều là 100% thành công. Trên thực tế mấy cái đan sư luyện đan có tỷ lệ thành công như vậy sao? Nhận được đông đảo luyện đan nhiệm vụ về sau, Mạc Vô Kỵ đi số 19 luyện đan thất. Nghe nói số 19 luyện đan thất tỷ lệ thành đan thấp, Mạc Vô Kỵ không để ý. Hắn hiện tại trước là luyện chế nhị phẩm nhân linh đan. Nhị phẩm nhân linh đan hắn muốn là có thể luyện chế dùng khó một điểm đan lô luyện trình để đề cao trình độ. Mạc Quốc Kỵ cũng không có gọi vì bình trụ, mà là để Ô Khai giúp hắn an bài một cái phối dược đồng, dòng dã một tháng thời gian. Ngoại trừ mỗi ngày trở về nhìn xem Yên Nhi bên ngoài, thời gian còn lại đều bị Mạc Quốc Kỵ dùng để luyện đan. Một tháng thời gian, Mạc Quốc Kỵ không biết luyện chế bao nhiêu nhị phẩm nhân linh đan. Trên người hắn tích lũy đan dược đều là từng đống. Đến đằng sau, Mạc Quốc Kỵ ngay cả đan lô đều không cần thanh lý. Tại chiết xuất linh thảo thời điểm, trực tiếp đem cặn thuốc cùng đan lô thanh lý đi ra. Mỗi một lô đan dược đều là nước chảy mây trôi, không có lửa phần trễ đình trệ. Không chỉ như thế, luyện chế tới đan dược đều là thượng đẳng. Thêm tới linh thảo cùng dầu có đan dược đều bị Mạc Quốc Kỵ đổi thành tam phẩm linh thảo. Hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế tam phẩm nhân linh đan. Tráng thần đan linh thảo hắn chỉ có 11 lô, chính là muốn trao đổi càng nhiều tráng thần đan linh thảo cũng không có biện pháp. Tông môn tráng thần đan linh thảo cơ hồ đều bị một mình hắn trao đổi tới. Ra ngoài trao đổi lại quá lãng phí thời gian, đây không phải là Mạc Vô Kỵ muốn. Hiện tại thời gian đối hắn chẳng yếu vô cùng. Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, hắn muốn tráng thần đan chỉ là một cái mục đích. Còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích, chính là trở thành tam phẩm nhân đan sư. Mạc Quốc Kỵ trước luyện tập là tam phẩm nhân linh đan thoát phàm đan. Đây là một loại có thể gia tăng trúc linh cảnh tu sĩ bước vào thoát cảnh phàm. Tỷ lệ đan dược luyện chế thủ đoạn xem ra tương đối bình thường, giá trị không thấp tam phẩm nhân linh đan. Bắt đầu luyện chế tam phẩm nhân linh đan, Mạc Quốc Kỵ không có luyện chế nhị phẩm nhân linh đan thời điểm tùy ý. Hắn cẩn thận điểm địa hỏa, đầu tiên là thanh lý đan lô dọn dẹp sạch 3 lần, lúc này mới đưa vào linh thảo bắt đầu chiết xuất. Thoát phàm đan linh thảo hết thảy 20 loại, tam phẩm linh thảo 8 loại, so với tráng thần đan còn nhiều, còn lại đều là nhất phẩm linh thảo cùng nhị phẩm linh thảo. Mạc Quốc Kỵ trọn vẹn bỏ ra gần 2 giờ, lúc này mới đem linh thảo chiết xuất hoàn tất. Trong đó chủ yếu thời gian đều đặt tại chiết xuất tam phẩm linh thảo. Tam phẩm linh thảo nhìn chỉ là so với nhị phẩm linh thảo cao hơn một bậc, trong đó độ khó tăng lên gấp mấy lần. Vẹn vẹn vài cọng tam phẩm linh thảo liền hao tốn như vậy tinh lực, Mạc Quốc Kỵ có thể tưởng tượng tấn cấp địa đan sư là khó cỡ nào. Tinh luyện xong linh thảo, vẹn vẹn luyện đan bước đầu tiên mà thôi. Luyện đan chân chính là dung hợp dược dịch, phần đan cùng ngưng đan bên trên.
tại Mạc Quốc Kỵ bắt đầu dùng hợp dược dịch thời điểm, cũng cảm giác được đàn lô đang quay cuồng một hồi, lập tức khét lẹt hương vị truyền đến. Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn biết dùng hợp dược dịch thất bại, lò thứ nhất nhất phẩm, tam phẩm nhân linh đan vừa mới bắt đầu liền trực tiếp thất bại. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục luyện lò thứ hai, hắn biết rõ đây không phải là hắn thủ pháp luyện đan của vấn đề, mà là nguyên khí hắn không đủ để khống chế tam phẩm linh đan dung dịch. Có lẽ hắn luyện chế nhiều vài lô dược dịch dung hợp kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Nếu hắn không tăng lên tu vị, chỉ dựa vào không ngừng luyện đan để tấn cấp tam phẩm nhân đan sư, có lẽ không biết bao nhiêu năm về sau sự tình. Ở trong đó còn muốn hắn có thể vô số tam phẩm linh dược để luyện tập. Ân Thiệt Nhân không có lừa hắn, hắn nếu không thể tăng tu vị lên, hoàn toàn chỉ có thể dừng lại tại nhị phẩm nhân đan sư. Dù cho hắn luyện đan tư chất mạnh hơn cũng giống như vậy. Hắn nếu muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành tam phẩm nhân đan sư, chỉ còn có cách tăng tu vị. Muốn tăng lên tu vị, hắn nhất định phải tiếp tục khai thác mạch lạc. Mạc Quốc Kỵ có chút chán chường, thở dài, thu thập linh thảo quyết định tạm dừng luyện đan. Hùng đại tỷ, Bình trụ đâu? Về tới Ngẫu Kiếm Phong, Mạc Quốc Kỵ chuyện đầu tiên chính là đi tìm vị Bình trụ. Bởi vì lòng nhào vào luyện đan bên trên, trong lúc nhất thời không để ý đến vị Bình trụ tìm kiếm bảo ngẫu tiến độ. Hắn hiện tại tu vị tăng lên không ngừng, muốn trước hỏi thăm một cái vị Bình trụ ở Ngẫu Kiếm Phong tìm kiếm bảo huyết ngẫu tỷ lệ lớn hay không. Nếu như Ngẫu Kiếm Phong thực tìm không thấy bảo huyết ngẫu, hắn không thể tiếp tục ở trong này lãng phí thời gian. Vị chấp sự đi huyết ngẫu hồ, hắn nói cho ta biết, người vừa về liền lập tức đi huyết ngẫu hồ tìm hắn. Hùng Tú Châu vội vàng trả lời. Mạc Quốc Kỵ nghe xong lập tức tinh thần đại chấn, thậm chí ngay cả đáp một tiếng cũng không kịp, tranh thủ thời gian xông về huyết ngẫu hồ. Mạnh đan sư, vị huynh là Ngẫu Kiếm Phong phong chủ Mạc đan sư bằng hữu, ngó sen ngày đã cầm tới, liền bỏ qua cho hắn một lần đi. Còn chưa tới huyết ngẫu hồ, Mạc Quốc Kỵ xa xa nghe được Ô Khai cầu tình thanh âm. Bình trụ, là chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ mấy bước liền rơi ngã vào trong vũng máu phỉ Bình trụ bên người.